kênh youtube camo của mình thì hôm nay mình làm cái video các bạn à, để à, hướng dẫn các bạn à, cách mua đất trên à, app à, tham stop các bạn nha Thay lên đấy các bạn lâu rồi không có hướng dẫn cho nên là nay hướng dẫn luôn thì à, đương nhiên là mình cũng có làm rất là nhiều video dạng này rồi tuy nhiên là dạo gần đây thì có rất là nhiều người mới chưa có biết cách cho nên là mình à, hướng dẫn tiếp ha rồi thì à, bây giờ các bạn hãy đi vào cái app à, time stop nha rồi khi mà các bạn đi vào app time stop á, thì sẽ có cái nút điểm danh ha các bạn nhớ bật nè bật vô cái ô nè nha mỗi ngày sau 7 giờ sáng các bạn bật vô cái ô đó sau 7 giờ sáng nha thì các bạn bật vô cái ô đó thì các bạn sẽ thấy có một cái quả cầu màu xanh nè thấy chưa tuy nhiên á trước khi mà các bạn bật cái màu xanh á các bạn nên bấm vào đây để cái cái điểm danh của bạn được cộng một điểm điểm danh nữa sẽ, sẽ nhanh hơn có nghĩa là ngày một ngày các bạn mà bấm vào hai chỗ đó các bạn sẽ được 3 điểm điểm danh ha nếu các bạn đăng ký vô là, là, là 100 điểm rồi các bạn chỉ cần 4 ngày nữa là các bạn đủ để được đủ điều kiện cai xe các bạn <laughs> rất ngon lành ha cho nên là các bạn hãy bấm vô cái nút quảng cáo này đó thì các bạn sẽ à, à, chờ một cái quảng cáo này chạy xong ha các quảng cáo nha. Rồi cho đó các bạn bấm tắt cái cái OX. Đó. Và nó hiện cái dòng chữ là bạn sẽ nhận được khi một điểm điểm danh. Thì ở đây các bạn thấy mình có 2001 điểm điểm danh rồi. Bây giờ mình bấm vô quả cầu này. Ha. Bấm vô đây một cái thì nó phải lên là 2004 004 các bạn? Nè bạn bạn chờ xem nha. Đó, thì nó lên 2004 nè. nó cộng 3 điểm, một điểm danh, 2 điểm danh, hai điểm điểm danh hàng ngày và một điểm thưởng do mình xem quảng cáo. Các bạn muốn biết các bạn kéo cái này qua đây nè. Đó, thì nó sẽ được 3 điểm này không? Còn ngày nào mà mình không có xem thì nó là hai điểm. Còn nếu nào 4 điểm có nghĩa là nó quên cộng đó, các bạn. Nó quên cộng có nghĩa là mình mình xem mà nó không nó không cộng thì ngày hôm sau nó cộng thêm một điểm danh, 2 điểm danh, hai điểm danh cộng với một điểm quảng cáo lúc bữa trước cộng với lại một điểm quảng cáo hôm nay nữa là 4 điểm là như vậy. Ha, rất dễ. Rồi Bây giờ chúng ta hãy đi vào cái mua đất là cái quan trọng nhất. <laughs> Bởi vì Time Stop sẽ phát triển trên Thailand các bạn. Cho nên là các bạn hãy hãy hãy, bấm vào đây nè. Bấm vào đây ha. Rồi các bạn hãy bấm vào đây. Sau đó các bạn nó ra như thế này các bạn. Ví dụ thường là mua đất ở trên Hàn Quốc thôi. À, Hàn Quốc là người ta mua nhiều lắm nên là các bạn hãy nên sử dụng bên Hàn Quốc nhiều. <laughs> đó cho cái mũi tên này nó nhích cho cái mũi tên này, nó nằm ra cái cái chỗ Hàn Quốc nha. sau đó các bạn bấm vào cái này. mũi tên này nè. <laughs> bấm vào mũi tên đó. ha à, rồi các bạn di chuyển nè. đó các bạn di chuyển các bạn kiếm Hàn Quốc đang về dù ha. rồi các bạn đúng hàng. ha à, rồi để cho nó lót những cái số này lên nè. Những cái lót số này lên nó đầy đủ hết, các bạn bấm vào đây một cái nè để cho nó lót giống như refresh của các bạn, làm tươi được thôi ha Cho đúng cái số thực cho các bạn thấy Bởi vì nếu các bạn không làm tươi thì nó sẽ không có thấy được số thật nha Rồi các bạn đợi chút chút cho nó chạy xong cái chúng ta tiếp tục Đó, thấy không? Nãy là 1430, bây giờ còn 1392 thôi Nó lót đầy đủ rồi, thấy không? đó thì các bạn nhìn những cái cái ô màu vàng vàng là mình có mua trên đó và mỗi lần mua là một cái vị trí trên đây nó tốn khoảng hai 300 mấy chục đồng tham đó các bạn mắc lắm chứ không có rẻ đâu nha rồi bây giờ á cái cách mua đất như thế nào các bạn bấm ví dụ như ở đây còn vị trí nó còn một 392 vị trí nữa thì bạn bấm vào đây một cái không nó ra màu xanh như thế này sau đó các bạn bấm vào đây chọn mua đất nè đầu tiên là chọn vị trí sau đó này bấm vào đây mua đó thì bây giờ á bây giờ nè các bạn mua á thì các bạn phải thấy là một cái mảnh đất như vậy là giá 2.360 t đúng không mà mình ở đây á mình có trước khi mua có 2.166 t thì không đủ thì các bạn á phải chuyển từ s time sang l time ha thì mình nghĩ là ai cũng biết rồi cái này rất dễ bởi vì ở đây mình không có ha mình có thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem rồi thì các bạn hãy còn không thì mình chỉ được bây giờ nè ví dụ nha bây giờ các bạn không đủ nha bây giờ mình chỉ cho các bạn các bạn để các bạn xem nha các bạn có 2.000 không đủ nha thì các bạn hãy bấm thoát ra nè rồi các bạn bấm vô đây cái ví nè đó rồi các bạn hãy chọn ở đây là S time nè. Để các bạn xem là các bạn có bao nhiêu, được chưa? Ví dụ ở đây các bạn có 2 ngàn đi. Các bạn đợi chút xíu nha. Ví dụ ở đây các bạn có 2 ngàn đi. ha Thì nó đủ chuyển qua để mua một mảnh đất đúng không? cả các bạn bấm vào trao đổi nè. Trao đổi nè. Bấm vào đây. Rồi các bạn thấy không? Cái chữ S time nè. Sang là time. Được chưa? Thì các bạn ví dụ các bạn muốn chọn chuyển 1 ngàn ha. Các bạn gõ một ngàn vô đây bởi vì ở đây mình đâu có đủ đó hay gõ không được nè. rồi sau đó thì các bạn bấm chuyển đổi thôi à, chọn đây là s sam đây là l tham l tham là len đó các bạn đó thì chuyển sang chuyển sang thì cái số này nó tăng lên không số này tăng lên thì các bạn qua mua được được chưa các bạn quá đơn giản đúng không Rồi bây giờ chúng ta hãy làm cái bước đó trước ha chúng ta lại làm lại nha bởi vì sao bởi vì nó mất rồi chúng ta phải làm lại ha đó rồi bấm vào đây ha rồi kéo ra kiếm cái đảo dây du hồi nãy đây không à. rồi bây giờ bấm vào đây để mua đất nè chọn trước muốn mua đâu phải chọn trước sau đó bấm vào đây ha thì nếu như các bạn đủ rồi các bạn cứ chọn cái này màu xanh nè là tham tức là chọn chỗ này thì chơi, chọn cái này được nè chọn đây sau đó gõ cái số 1 vô đây tại vì một miếng một miếng đất là 2360 mà ví dụ vừa đủ thì gõ số 1 vô đây là bấm mua đất là được tuy nhiên á mình không có mua bằng tham này mà mình mua bằng cái phiếu giảm giá này mà được cái phiếu giảm giá là một bởi vì sao bởi vì giới thiệu 5 người mà cai xe xong thì các bạn sẽ được hưởng một mảnh đất ha cho nên là mình chọn cái phiếu giảm giá được chưa rồi ở đây mình cũng gõ số 1 một. là một bánh đất được chưa rồi bấm này sau đó các bạn sau đó thì bà, nó cái nút mua này nó sáng lên bấm vô rồi sau đó các bạn bấm xác nhận ha đó và nó nói là mua lên thành công bấm ok như vậy nãy là 1392 bây giờ còn 1391 thôi. Mình mua hết một mảnh rồi ha. Đó thì các bạn muốn coi là các bạn được bao nhiêu mình đó các bạn bấm vào đây nè. Đó sau đó các bạn bấm vào cái nút giữa nè. Bấm vào đây một cái. Đó, sau đó các bạn bấm vào regress cho nó tăng lên. Bởi vì nhiều khi nó không tăng lên á. Không, bấm vào đây một cái regress lên thì nó nói hiện bao nhiêu nè. Chờ cái đó chạy xong đó thì hiện lên là 2111 mảnh đất mình mua được được chưa các bạn quá đơn giản đúng không sau đó là các bạn bấm thoát thôi các bạn bấm vào đây thoát ra ha rồi à, mình nghĩ là cái này rất đơn giản không có gì khó cho các bạn hết vấn đề là các bạn hiểu mua đất làm gì mua đất là để sau này những miếng đất này có thể buôn bán giữa các người, người, chơi với nhau được chưa các bạn ví dụ như sau này các bạn cần có đất để các bạn tạo game ở trên đây được không thì à, các bạn phải thuê mình Đâu, hoặc là mua lại miếng đất của mình thì mình sẽ bán cho các bạn hoặc là mình cho các bạn thuê các bạn phải trả tê cho mình mỗi tháng mỗi ngày gì đó tại vì thằng uh, time stop này nó phát triển cái hệ sinh thái của nó trên cái mảnh đất này hết cho nên là các bạn mua đất là việc cực kỳ lợi uh, lợi nhuận ha mình nghĩ là cái tê bây giờ á, thì các bạn đi bán nó rẻ lắm chỉ cần nếu mà các bạn stop pin ra nó chỉ có tầm vài chục đồng một thuê thôi nó không có tốt bởi vì cái hệ sinh thái nó chưa ra thì giá nó đâu có cao được cho nên đó là những cái người mua bây giờ họ gom họ gom cứ các bạn bán nhiều mà thì họ gom hết bao nhiêu mà các bạn biết tham đào cực lắm một năm đào được có hai ngàn mấy rồi nếu các bạn đào solo á thì các bạn bán điều đó thì sau này nó phí lắm tại vì ba chục đồng một tham mà các bạn nhân cho một năm các bạn đào được hai ngàn rưỡi là cùng thì tầm có nhiều đâu một bánh đất à nhân cho ba chục đồng các bạn được bán được có bảy mươi lăm ngàn đúng không 1 ngàn thì các bạn được 30 ngàn, 60 ngàn, 75 000 75 000 bạc à, như ba các bạn nên mua đất ha, trên đây. Để sau này các bạn nó 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 ra hệ sinh thái á, game ở trên đây thì lập tức cái giá đất nó tăng. Bởi vì mỗi ngày là cứ giá đất nó tăng lên 1 t đó các bạn ha. Cho nên là các bạn cứ đừng có bán mà hãy là mua đất ha. Mua đất là lợi là lợi nha cho nên là mình giải thích cho các bạn nghe tại sao là chúng ta cần phải mua land tức là mua đất đó. Còn các bạn không mua các bạn bán hết thì các bạn đào cực lắm. Rồi, thì hy vọng cái video này nó sẽ giúp cho ích cho các bạn trong việc mua đất và trữ để ngày 10 tháng 10 thì bắt đầu nó mở chiến dịch bán cái đất này. Ha, và chúng ta lúc này chúng ta có thể bán hoặc là trao đổi gì đó chuyển nhượng vân, rất có lợi nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Còn bạn nào chưa đăng ký Time Stop hãy vào mô tả video đăng ký được các bạn. Máy thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình nha. Rồi. Hẹn các bạn lại video sau.